Xin chào các bé, hôm nay cô lại giới thiệu với các bé về một câu chuyện nhé. Đó là câu chuyện Cô bé lọ lem. Đây là một câu chuyện rất hay các bạn ạ. Sau đây cô xin giới thiệu qua về một đôi chút về câu chuyện nhé. Truyện tranh là một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với mỗi chúng ta sau những giờ học căng thẳng ở trên trường cũng như ở cho nhà. Cho nên ngay bây giờ các bé hãy tìm đọc ấn phẩm trong tủ sách nhé của câu chuyện Cô bé lọ lem. Ngày xưa có một cô bé hiền lành, xinh đẹp nhưng cô mồ côi từ sớm. Không bao lâu sau cha cô đã lấy một người vợ kế. Người mẹ kế rất ghét cô, bà ta chỉ chăm sóc và thương yêu hai đứa con gái do mình sinh ra. Chúng không phải làm bất cứ một việc gì, mọi việc trong nhà đều đến tay cô làm hết. Cô phải dậy từ sáng sớm tinh mơ và làm việc quần quật suốt cả ngày, từ gánh nước, nhóm lò, nấu ăn đến lau dọn nhà cửa. Vì thế, mặt mũi cô lúc nào cũng nấm lem, mọi người gọi cô là lọ lem. Một ngày nọ, hoàng cung thông báo tổ chức lễ hội kén vợ cho chàng hoàng tử. Mọi thiếu nữ trong phân biệt nhà quý tộc hay thường dân đều được mời đến tham dự. Ba mẹ con và hai cô con gái mình háo hức chuẩn bị lễ hội, trang phục, trang điểm thật đẹp đến dự lễ hội. Lọ Lem cũng muốn tham gia nhưng cô khóc, không có việc chiếc váy đẹp nào. Cô chỉ biết buồn rầu nhìn sang ánh rực rỡ tỏa sáng từ lâu đài ở xa cô ô cửa sổ. Lọ Lem buồn bã ngồi ôm mặt khóc. Bỗng nhiên có một bà tiên hiện ra trước mắt cô. Bà tiên hiền dịu nói: "Con đừng khóc nữa, ta sẽ giúp con." Bà tiên dùng đôi đũa thần biến quả bí đỏ thành cỗ xe ngựa rát vàng, biến bốn chú chuột nhắt thành bốn con bạch mã và biến con ngựa già thành một người điều khiển xe. Đến lượt lọ lem, trong chớp mắt bà tiên đã biến một bộ quần áo cũ của cô thành một chiếc váy dạ hội lộng lẫy óng ánh. Dưới chân cô lấp lánh một đôi giày bằng pha lê đẹp nhất trần gian. Lọ Lem vô cùng sung sướng bước lên cỗ xe ngựa chuẩn bị đi đến hoàng cung. Trước đó bà tiên dặn cô phải về trước 12 giờ đêm, nếu không phép thuật sẽ hết tác dụng. Trong đêm khiêu vũ ấy, Lọ Lem là một cô gái xinh đẹp nhất. Tất cả mọi người đến đều ngợi khen và kiều diễm của cô. Bà mẹ kế không nhận ra cô, cho rằng cô là một nàng công chúa cao quý nào đó. Hoàng tử sửng sốt, đến mê mẩn trước Lọ Lem xinh đẹp. Cả buổi lễ hội chàng chỉ khiêu vũ với mình cô. Khi chuông đồng hồ báo hiệu gần 12 giờ, Lọ Lem chợt nhớ đến lời dặn của bà tiên, vội vàng rời khỏi hoàng cung. Trong lúc chạy, một chiếc giày pha lê cô sụt ra rời mặt thềm, nhưng nàng bỏ mặc, nhanh chân tiến về phía xe cỗ ngựa.
phía cỗ xe ngựa. Hoàng tử đuổi theo nhưng không kịp, chàng đặt nhặt được một chiếc giày đẹp vani nọ nem rớt trên mặt thềm. Hoàng tử muốn tìm cô gái mình yêu, chàng ra lệnh cho quân lính, bằng giá nào nhất định phải tìm được chủ nhân của chiếc giày lầy cho ta. Hoàng tử đi đến từng nhà dân để những cô gái có cơ hội thử giày, nhưng không có ai xỏ vừa chiếc giày cả. Cuối cùng hoàng tử đến nhà lọ lem, bà mẹ kế hí hửng ra đón hoàng tử và đánh thức hai cô con gái lười biếng của mình dậy thử giày. Và kết quả sẽ ra sao? Mong các bạn nghe tiếp câu chuyện của cô nhé. Hai cô con gái của bà mẹ kế tìm đủ mọi cách để nhét chân vào chiếc giày, thậm chí đau đớn đến khóc thét lên nhưng cũng không thể vừa được. Bởi vì chân của hai cô quá to, còn chiếc giày thì lại quá nhỏ. Nhìn thấy lọ lem, hoàng tử cho phép cô thử giày. Lọ lem ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng xỏ chiếc giày vào chân. Quả nhiên chiếc giày vừa như in với chân lọ lem. Hoàng tử mừng rỡ đưa lọ lem về hoàng cung tổ chức lễ cưới. Từ đó họ sống một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Các bạn ạ, câu chuyện cô bé lọ lem đến đây là kết thúc. Các bạn thấy rằng làm điều lành bao giờ cũng có việc, làm việc thiện bao giờ cũng có điều lành mang đến, đúng không ạ? Câu chuyện đến đây là kết thúc. Chúc các bé làm những việc tốt đẹp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bé. Xin chúc các bé ngủ ngon.